Đây là nguyên chiếc điện thoại bằng vàng, nguyên khối AU750, trừ bo mạch bên trong, trừ màn hình thôi. Nó tán vô vàng bóp 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 quay clip này mà. Điện thoại này mượn của một bạn sale. Mà lỡ mà nó rớt một cái đừng có buồn nha em. Anh thử trọng lượng thôi, anh chưa căng thử bây giờ mà. Lâu rồi. Và chiếc này ra đời cách đây tầm 3 năm rồi. Khi mà mới vừa ra thì khách hàng đã đặt Kỳ Lăng để đặt trước, thuộc top một trong những chiếc điện thoại iPhone 13 đầu tiên ở Việt Nam. Sau đó Kỳ Lăng thay hết full phần vỏ điện thoại, là thay thế từ chất liệu gốc bằng hết vàng nguyên khối. Và phải nói đi sâu vô một chi tiết là toàn bộ phần thân vỏ cũ gốc đã được bỏ ra hoàn toàn, loại bỏ hết. Và Kỳ Lăng thay vào đó chính là nguyên phần vỏ này là full vàng nguyên khối AU750. Không phải là ốp lưng, không phải là vỏ ngoài, mà đó là vỏ xương của chiếc điện thoại luôn. Từ chất liệu gốc ban đầu, Kỳ Lăng đã loại bỏ tất cả chất liệu đó ra và Kỳ Lăng thay thế chất liệu đó chính là vàng nguyên khối AU750, và đến những viên kim cương và những điểm nhấn như là những nút âm lượng, không nút nguồn, và trên ba cái cụm camera này. Nên trọng lượng chiếc điện thoại này nó nhẹ lắm. Và nếu nói về trọng lượng thì sau tầm 2 năm rồi thì chắc chắn không biết là khách hàng có xài bị mòn, bị cày gì. Trọng lượng thì hoàn toàn khác nhau. Cái này là full vàng nguyên khối AU750, cái này là gốc nặng lắm. Mà bây giờ không biết là trọng lượng là chính xác là bao nhiêu nữa, vì đã làm cách tầm 2 năm rồi, từ lúc mà iPhone mới vừa ra. Không nhớ con số chính xác bao nhiêu, thì mới vừa nhận lại khách hàng để mà spa là mới. Thì để chính xác thì Kỳ Lăng sẽ căng lại. Và một chi tiết Kỳ Lăng cần nói rõ hơn, đây là nguyên chiếc điện thoại bằng vàng nguyên khối AU750, trừ bo mạch bên trong, trừ màn hình thôi. Có nghĩa là nguyên chiếc điện thoại này toàn bộ, như đây là cái gốc đi, toàn bộ cái phần vỏ gốc, cái thân vỏ, thân sườn này nè, và kể phần ốp lưng trên điện thoại này, tất cả Kỳ Lăng loại bỏ ra hết. Và Kỳ Lăng thay trực tiếp chạy ra làm ra một phần vỏ, phần sườn, phần lưng, phần cụm camera, tất cả làm như gốc ban đầu, nhưng chỉ khác chất liệu là vàng thôi. Là sau đó bắt ráp trực tiếp vào chiếc điện thoại này, chứ không phải là ốp lưng. Thay vì chiếc điện thoại này là gốc thì những chi tiết này không phải là vàng, thì Kỳ Lăng bỏ hoàn toàn những chi tiết này ra và Kỳ Lăng thay vào những chi tiết này. Kỳ Lăng xử lý và chạy ra những chi tiết này bằng chất liệu vàng và thay ráp vào chiếc điện thoại này hoàn hảo.